Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân năm 2022, cùng với các địa phương trên cả nước, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, ngày hội giao nhận quân năm 2022 đã diễn ra thành công, an toàn. Hơn 1.270 thanh niên trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hăng hái lên đường nhập ngũ, phục vụ trong quân đội và lực lượng công an nhân dân. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến dự động viên các tân binh tại các điểm giao nhận quân. Thưa quý vị, trong không khí hân hoan đầy sức sống của một mùa xuân mới, thì sáng nay các tân binh của thành phố Đà Nẵng cũng nô nức sẵn sàng lên đường tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Năm nay, công tác gọi công dân nhập ngũ của thành phố Đà Nẵng được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, đảm bảo về số lượng, chất lượng lẫn yêu cầu về công tác phòng chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ngày hội tòng quân thu hẹp lại quy mô so với các năm. Song ghi nhận tại các điểm giao nhận quân, không khí vẫn rất háo hức và thể hiện sự ấm áp, thân tình. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các địa phương đều xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới. Các bậc phụ huynh, gia đình, người thân và bạn bè đã tập trung từ sớm để tiễn đưa những thanh niên ưu tú của quận nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trước giờ lên đường, cả tân binh lẫn người nhà đều không giấu được sự xúc động, tự hào. Theo đó, các thanh niên đều bày tỏ quyết tâm cao phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập tốt trong môi trường quân ngũ. Em cũng muốn vào trong đó vì anh thấy trong đó có nhiều cái hay. Và trong nhà thì hầu như em thấy không có được học hỏi nhiều như ở trong này. Gia đình em thì cũng đã có một người anh đã từng đi trước rồi. Và em thì tới tuổi thì em cũng đã vượt qua được kỳ thi tuyển chọn. Cho nên là em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi được Tổ quốc đón nhận. Trong môi trường quân đội thì em sẽ cố gắng rèn luyện và bản thân cho mình thật tốt, giúp ích sau này ra đời còn giúp ích cho xã hội rất nhiều. Em thấy rất là phấn khởi, rất là tự hào và có một chút gì đó là hồi hộp. Không biết là ở cái môi trường mới của mình sẽ thích nghi như thế nào. Tuy nhiên là em vẫn cảm thấy rất là thú vị cho cái hành trình mới của mình. Rất là quyết tâm thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để mà mình có thể là có những cái thành tích gửi về cho quê hương, không phụ lòng gia đình và người thân. Thì khi mà là cái tuổi thanh niên ấy, thì cũng gia đình cũng cố gắng động viên là thôi lên đường nhập ngũ thì làm cái nghĩa vụ của thanh niên, rồi sau này về học tiếp. Cho nên là cháu cũng rất phấn khởi, rồi gia đình thì cũng phấn khởi lắm. Thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, thời gian qua các địa phương đã phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức xét duyệt công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, công bằng, dân chủ, đúng luật. Ban chỉ huy quân sự các địa phương đã phối hợp với địa phương, cơ quan, đoàn thể tổ chức tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội. Hôm nay 175 thanh niên quận Sơn Trà lại tiếp bước cho anh lên đường nhập ngũ. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các em sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là tình cảm, món quà quý giá mà các em dành cho quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên chăm lo các gia đình chính sách neo đơn, gia đình có con em nhập ngũ đang còn khó khăn. Đồng thời, tôi cũng đề nghị gia đình có con em nhập ngũ thường xuyên động viên, nhắc nhở con em mình ra sức phấn đấu học tập, công tác, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. 1.275 thanh niên ưu tú Đà Nẵng năm nay tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 1.000 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, còn lại 275 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tuổi đời tân binh từ 18 đến 20, hầu hết có trình độ tốt nghiệp cấp 3 và đều là thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng đại học. Các tân binh nhập ngũ vào 6 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 5 đơn vị thuộc Quân khu 5, các đơn vị Bộ Công an và Công an thành phố. Trước khi tổ chức nhận quân thì đơn vị cũng phối hợp với cơ quan quân sự các cấp mà tổ chức thâm nhập mà đánh giá chất lượng của chiến sĩ. Thì so với các năm thì năm nay là chất lượng tôi cảm thấy là thứ nhất là về sức khỏe,
về thể chất rất là tốt, về trình độ thì tương đối là đồng đều. Nhìn chung, đến giờ này, toàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện công tác tuyển quân đạt đảm bảo yêu cầu chất lượng và chỉ tiêu của thành phố và cũng như của cấp trên chỉ đạo. Riêng về COVID-19 thì năm nay là trong 35 quân nhân á, thì chúng tôi đã kiểm tra và hiện nay là có 32 đồng chí là bảo đảm âm tính trước khi nhận quân hôm nay. Và có 3 quân nhân hiện nay là dương tính thì thực hiện theo hướng dẫn của trên là vẫn để lại ở địa phương. Thì sau 14 ngày thì sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn số 248. Hội đồng quân sự của quận sẽ có cái hiệp đồng và sẽ bàn giao khi mà điều trị xong 3 trường hợp này. Có thể khẳng định tân binh năm nay của thành phố Đà Nẵng vẫn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày một vững mạnh. Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ấm áp và an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng chống COVID-19. Qua đó tiếp thêm động lực cho thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ngày lên đường, gác việc riêng của bản thân, tất cả đều chung một cảm xúc tự hào và hãnh diện khi gánh trên vai trọng trách thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì thế, mỗi thanh niên nhập ngũ đều tự nhủ ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao truyền thống cách mạng quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục thể hiện và phát huy truyền thống quê hương Đà Nẵng anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.